Trong clip này chúng ta sẽ xem cách trình bày khác của cái chuỗi mà chúng ta đã tính trong clip trước. Ta biết đáp số trong trường hợp này là Sx bằng x chia cho 2 trừ x tất cả bình phương. Giờ đây tôi muốn trình bày chúng ta một cách trình bày khác thôi. Vậy thì ở đây lời giải chúng ta sẽ như sau. Với x thuộc đoạn trừ 2 đến 2, đây là miền hội tụ của chuỗi đã cho. Vậy thì ta sẽ có Sx nó bằng tổng của n cộng 1 nhân với x mũ n chia cho 2n cộng 1, n bằng 0 đến vô cùng. Thì ta phân tích cái tổng này, ta thấy ngay đây là n cộng 1, còn đây là n. Như vậy thì có vẻ như số hạng mới này nó chính là đạo hàm của x mũ n cộng 1. Và quả nhiên đúng là như vậy. Nó sẽ chính là đạo hàm của x mũ n cộng 1 chia cho 2n cộng 1. Chúng ta đạo hàm thử lại thì chúng ta thấy được ngay kết quả bên đây. Như vậy, ta thấy đây là tổng các đạo hàm, cho nên nó chính là đạo hàm của tổng n bằng 0 cho đến vô cùng của x n cộng 1 chia cho 2n cộng 1 đạo hàm. Chuỗi bên trong dấu đạo hàm thì nó bằng x chia cho 2 mũ n cộng 1 đạo hàm. Do x nằm trong đoạn từ trừ 2 đến 2 nên x chia cho 2 có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. Vậy suy ra đây là tổng của một dãy cấp số nhân. Nên nó sẽ là x chia cho 2, 1 chia cho 1 trừ cho x chia cho 2. Vậy nó sẽ bằng đạo hàm của x chia cho 2 trừ x. Và chúng ta biết rồi, đạo hàm thằng này chúng ta có kết quả là x chia cho 2 trừ x tất cả bình phương. Đây chính là đáp số.